này sạc máy zin ha. Sạc zin điện 110. 100V. Sạc zin. Con này là EZ7270. Zin zin ha. Tên nó hơi xấu xấu chút. Cái đít này có chóc nhưng mà không có bùng. Tên mình đây thì ok. Điều tóc. Chậm. Chậm hơn. Bấm đèn. Này không rung. Không rung. Rồi, đây mình test máy ha. Con này hiện tại là 10 phân. Đấy, con này test rồi. Con này 10 phân ha. 10 12 phân luôn. Rất cầm, nếu mà không cầm mà bắn con giúp nó 10 phân là vô là thua. Ok à, nêm giờ ha. Bye bye.